Xin chào quý vị khán thính giả. Rất vui khi lại được quay trở lại với quý vị khán thính giả thân yêu trên kênh truyện Radio Góc Cảm Xúc. Hôm nay sẽ tiếp tục là một câu chuyện tâm lý tình cảm vô cùng đặc sắc. Chuyện kể về một bà cô quá chồng đã lâu ngày. Khi đang trong giai đoạn cô đơn và sức xuân tràn đầy thì bà đã gặp được một người đàn ông vô cùng phong độ. Lúc này bà đã không thể kiểm soát được bản thân của mình và đã lao vào mối tình vụng trộm đó trong những cái giây phút hạnh phúc như được giải phóng bức bối trong cơ thể mình. Diễn biến cụ thể của câu chuyện này thế nào, mời mọi người sẽ cùng lắng nghe nhé. Mỗi khi trời mưa về, bà Lam lại nhớ đến cái đêm nóng bỏng cùng người đàn ông đó. Từng cái vuốt ve mềm mại nơi u cốc thăm sâu, từng những nụ hôn, những cú va chạm vào nhau mạnh mẽ khiến một bà quá phụ héo hon như bà bấy lâu nay trở nên mơn mờn như lúa sau cơn mưa rào. Ấy vậy mà chỉ còn là những kỷ niệm. Đêm mưa đêm nay, bà Lam nhớ đến người đó xa giết. Có lẽ là do xuyên phận trăng, là ý trời trăng. Người đó bước vào cuộc đời của bà đúng vào một ngày mưa và rồi bước đi cũng trong một ngày mưa tầm tã để lại bà với nỗi cô đơn. Sáng nay, bà Lam đang định phóng xe lên vỉa hè để vào nhà thì giật mình vì nhìn thấy bóng người đang nằm ngừa ở trước ngôi nhà mình đang vội vì sợ ướt mưa bà đành nói lớn giọng cho hỏi ai ngồi trước cổng nhà tôi làm gì thế tránh ra cho tôi vào nhà đi trời mưa xối xả như chút nước cửa nhà bà là loại cửa cuốn hiện đại chỉ cần bấm nút là cửa tự cuốn lên bà chỉ việc phi thẳng xe vào nhà mà không lo mưa nắng ấy vậy mà bây giờ tự dưng có người nằm trình hình giữa cửa thì bảo sao bà dám phóng xe lên. Bà gọi đến xăm ba câu cũng chả thấy ai đáp lại. Bực mình, bà đánh vén chiếc áo mưa ướt nhèm, nhảy xuống xe rồi đi lại phía người đó. Qua cái làn nước mưa, bà Lam nhận ra người đang nằm dưới mưa là một người đàn ông lang thang gần đây. Người xung quanh đã nhẫn mặt với lão, ai cho gì lão cũng xin, xong cảm ơn sách lịch sự. Thỉnh thoảng lão còn ngâm thơ, ra điều văn vẻ, có học lắm. Thấy thái độ lão như vậy nên nhiều người cho lão tiền nhưng lão đều không lấy, chỉ xin đồ ăn. Có đôi lần bà Lan đi xe máy bị ngã, chính là do lão đã chạy lại đỡ bà nên, nên bà cũng không bài xích người này. Bà đoán có lẽ người nọ đã ngất đi vì đói hoặc là bị cảm nên xong vụi xe vào nhà rồi chạy đến đỡ lão dậy bộ đồ rách dưới hôi hám của lão đã ướt đẫm nước mưa nhưng bà không ngần ngại đỡ hắn ngủ lên bộ sofa đắt tiền trong phòng nhà bà lúc này lão đàn ông đã nửa tỉnh nửa mê sau đó hắn thều thào đói tôi đói quá bà lam thấy hắn kêu đói thì tất cả pha đi choán một cốc sữa chắc đói quá nên lão ấy mới lạ người ra như vậy duyên số thế nào lão ngót ngay trước cửa nhà bà nhỉ thú thực là Trẻ con người lớn ai ai nhìn lão chả sợ hãi, lo lắng khi nhìn thấy một người đàn ông râu tóc xùm xoàm, làn da ngăm đen, ăn mặc thì rách dưới bẩn thỉu sáng sáng chiều chiều lang thang ngoài đường thế này. Bà Lam cũng hay làm phước, giúp người nên cũng chẳng ngại chăm sóc cho lão trong bẩn bẩn thế kia. Này, ông uống tạm đi cho đỡ đói, nhà giờ chưa có đồ ăn đâu. Lão thấy cốc sữa thì vội nhận lấy rồi tu một mạch. Bà Lam thấy tội quá định nhắc hắn uống từ từ, kẻo sặc đấy. Qua tầm 15 phút sau, hắn hớn hở mở to đôi mắt nhìn khắp xung quanh nhà. Có vẻ như cốc sữa ngọt ngào đã ăn ủi phần nào được cái dạ dày rỗng tuếch vài ngày đây. Cùng với bộ não ốm đói bấy lâu nay của lão, lão ngập ngừng cảm ơn. Cảm ơn bà đã cứu vớt cái mạng hèn này của tôi. Tôi cứ tưởng mình thăng thiên lên gặp tổ tiên rồi cơ đấy. Bà làm thấy lão còn đùa được thì bật cười. Cái ông này cũng hay thật đấy người ta muốn sống không được, đằng này ông lại mong chết là sao? Lão thở dài, đôi mắt nhìn vào cõi xa xăm rồi than thở rằng. Số phận đẩy đưa, đời lang bạt, nếm trải chua cay mặt nhạn tình thôi bà ạ. À. Ông có vẻ nhiều chữ nghĩa nhỉ? Nếu vậy sao không kiếm công việc tử tế mà làm, lại đi ăn xin qua ngày thế này? lười làm mà vẫn muốn ăn thì chả ai tương đâu. Bà làm có vẻ hơi cáo, từ nhỏ bà đã mạnh mẽ, độc lập, tự lực mưu sinh để lo cuộc sống sau này khi lấy chồng rồi lúc chồng mất vì tai nạn bà cũng vững vàng vượt qua ở quá hơn chục năm rồi nuôi hai con khôn lớn ăn học thành tài nên nghe cái giọng điệu mặc kệ đời của lão khiến bà phát bực cả lên tôi có thể làm việc tử tế sau bà đàn ông sức sải vai rộng như anh thì cũng đâu khó lão bật cười chua chát lúc mưa vừa tạnh hắn đói đi ngay bà lam cũng chả ngăn cản bà rúi cho hắn mấy cái lương khô xong tiễn hắn ra cửa thì lại nhanh chóng quên đi chuyện này. Dù sao bao năm qua, số lần bà giúp đỡ người đâu phải ít. Thần gái một mình nuôi con, bà chỉ mong tạo nhiều phúc phận cho mình và con có một cuộc sống ấm no về sau. Bạn đi vài hôm, lúc bà Lam vừa đi từ chỗ về thì bất ngờ tông phải một chiếc xe máy đi ngược chiều. Đang loạn trọng giữ xe, thì túi sách của bà bị người tông xe nọ giật rồi rổ ga bỏ đi mất dạng. Chắc chắn cú và chạm xe là có chủ đích. Bà Lam biết như vậy nên sau khi ngây người, hô hào cũng chẳng buồn đuổi theo. Tiền đó đã có ý định cướp đồ, bà đuổi theo chắc gì đã đòi lại được. Có khi còn bị nó xích cho vải phát sau thì khổ. Cố nén cơn đau chân do vụ va chạm khi nãy, bà Lam định dựng xe máy lên thì bỗng có một bàn tay giúp đỡ bà nâng xe lên. Quay lại thì bà khá bất ngờ người giúp mình lại là gã hôm trước. Kể cũng trùng hợp đấy chứ, lần trước bà đi xe máy thì bị ngã do so đường trơn lần này bị ngã sau so tiên cướp đồ thì đều được người đàn ông này giúp đỡ. Bà Lam nở nụ cười chân thành. Cảm ơn anh đây đã giúp. Mấy hôm nay không thấy anh đi qua ngõ. Tôi cứ tưởng là anh đi nơi khác rồi. Lão ngập ngừng rồi trình bày. Tôi... tôi... tôi đi xin việc. Nhưng điệu bị người ta đuổi. Lương khô bà cho tôi ăn hết cả rồi. Đang định đi xin thì lại gặp bà ở đây. Bà Lam bật cười vì sự thật thả của lão nghĩ lại không ngờ ông ta lại để ý lời nói của bà đến như vậy nên bà càng có thiện cảm hơn bà lại dẫn lão về nhà rồi mời lão ở lại ăn cơm lúc nhìn bộ quần áo sách dưới của lão bà lam vụ lục đống quần áo cũ của con trai rồi ấn vào tay hắn này anh thay đi đây là bộ quần áo cũ của con trai tôi không mặc nữa thay xong rồi ra ăn cơm cho nóng nhé vừa nói bà vừa chỉ về hướng nhà tắm lão ngập ngừng rồi cũng đi vào đó bà lam bày món ăn lên bàn xong không hiểu sao trong lòng lại có một niềm hân hoan khó tả đã rất lâu rồi bà đều ăn cơm một mình bao nhiêu năm nay một mình nuôi con đến lúc một con lớn lại đi học xa rồi làm ăn xa nhà nên bà lam nhiều lúc lại cô quạnh hơn bởi vậy hôm nay có người ăn cơm cùng bà cảm thấy rất vui xin lỗi bà tôi sợ làm bẩn quần áo nên đã tắm luôn bà lam ngẩng đầu lên nhìn lão thì ngỡ ngàng bộ sâu xồm xoàm đã được cạo sạch sẽ, cùng với mái tóc dài bù xù nay được trải gọn gẽ, kết hợp với bộ quần áo trẻ trung khiến lão như lột xác hoàn toàn. Không ngờ ẩn dưới bộ dạng rách dưới đó lại là một người trẻ tuổi ưa nhìn đến vậy, mãi cho đến khi lão cất tiếng thì bà Lam mới giật mình. Này, bà ơi! Bà Lam vuốt tóc để đỡ ngượng. Ờ, uh, không, tôi tên Lam. Ông, à, cậu tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi? Tôi tiên hải, sinh năm 85. Vậy cậu kém tôi 5 tuổi đấy. Trước trông cậu như vậy, tôi cứ tưởng là nhiều tuổi hơn tôi. <laughs> Ngại quá. Hải thử dài, dù mới 37 tuổi, nhưng hắn cảm thấy tâm hồn hắn đã già nua như một ông cụ 80. Thoát cái, hắn đã đi lang thang được hơn 6 năm nay. Ai mà ngờ được, tay chơi khét tiếng khắp các sòng bài, quán hát, tài vịn từ ngày xưa, lại đi ăn xin từng bữa. Ngần ấy năm, hắn nửa tỉnh nửa mê, vừa cười vừa khóc để quên đi quá khứ, tiếc là hắn chưa bao giờ thành công. "Cậu ăn cơm đi, bữa cơm này coi như cảm ơn cậu mấy lần đã giúp tôi lúc ngã xe. Bà đã nhiều lần cho tôi đồ ăn." Bà Lam ngượng cười. "Đừng gọi là bà thế, tôi đã già đâu nào, gọi tôi là chị thôi, nghe bà già quá. Trông cậu giống người có chữ nghĩa, sao lại lâm vào hoàn cảnh phải đi ăn xin như thế này?" Trước câu hỏi của bà Lam, thì Hải im lặng mãi cho đến khi bà làm tưởng hắn không muốn trả lời thì liền rót cho hắn một ly rượu coi như xin lỗi thì hắn đột nhiên lên tiếng tội của tôi to lắm nên giờ tôi đi như vậy coi như là trả nợ đời nói rồi hắn nhấp uống một chén rượu rồi chua chát kể về quá khứ của mình thì ra nhà hắn vốn rất có điều kiện trước kia hắn học hết cấp 3 thì chờ đại học sau mải chơi bố mẹ cố lò lót cho hắn được cao đẳng thì hắn lại lông bông theo đám bạn đi hát hò với mấy em chân dài. Mãi đến khi bố mẹ vét tiền chạy cho hắn cái bằng tốt nghiệp thì hắn mới coi như rất kinh nghiệp học hành. Nhiều các mối quan hệ của gia đình, một thằng chỉ biết ăn chơi như hắn đã nghiễm nhiên ngồi vào chức quản đốc của một xưởng may. Hắn bước vào con đường bài bạc, cá độ bóng bánh kể cũng từ đây. Tiền lương không đủ cho những con xúc sắc, những trò đỏ đen thì hắn đi vay. Rồi bố mẹ lại phải trả nợ đậy sau nhà có bao nhiêu của nà thì hắn phá cho bằng sạch. Bố mẹ gạo khóc trách móc hắn, làm anh cả mà không nói gương cho hai đứa em. Hắn cũng kệ. Đến tuổi lập gia đình, không một nhà nào trong vùng muốn gả con gái cho hắn. Bố mẹ sốt sắng là con trai ế vợ thì hắn vẫn mải bù khù, nhậu nhẹt với lũ bạn ăn chơi. Cứ mỗi mùa bóng qua đi thì hắn nhẹ bày mất con ô tô vài trăm, còn chơi vui vui thì mất suốt mặt đường cũng chả đủ lần lần cuối hắn cá độ thì thua nhất mặc kệ hắn, bố mẹ hắn lúc này đã cùng đường. Cuối cùng, hắn sợ bị sợ đen chặt chân, chặt tay nên đã trộm sổ đỏ của nhà đi cắm. Khi bố mẹ hắn biết chuyện, chửi bế hắn mãi gân cổ lên cãi. Giá như biết được hậu quả sau đó thì hắn đã không bao giờ làm như vậy. Nhưng đời mà, hai cái chữ giá như đến cả tỷ phú cũng chẳng mua được, huống hồ hắn chỉ là có thể hận đời này thôi. Lúc bị bố đánh vì trộm sổ đỏ thì hắn gậy chân dài nên chạy mất dạng Bố hắn đuổi theo nên bị ô tô đâm mất ngay tại chỗ. Mẹ hắn chứng kiến cảnh đó thì lên cơn đau tim rồi cũng mất không lâu sau đó. Đến giờ hắn vẫn không thể quên được cảnh bố hắn bị tai nạn. Mẹ đến lúc chết cũng không thèm nhìn mặt hắn. Kể đến đoạn này hắn khóc trống lên như một đứa trẻ. Hắn hối hận rồi nhưng giờ còn ai cần sự ăn năn của hắn nữa. Bà Lan khẽ lòng nước mắt cho hắn rồi từng chén rượu hết vơi lại đầy câu chuyện về cuộc đời bà lam xem lẫn hối hận của đời hắn trong những giây phút yếu lòng và lạ lẫm bà đã ngã gục trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ một người mang danh là một kẻ ăn xin nhưng nhìn lão lúc này thì cuốn hút không khác gì một liều thuốc mê hải không thể tin có ngày mình lại được động chạm với một người phụ nữ đẹp mặn mà thế này tất cả những cảm xúc lạ thường đã khiến họ lao vào nhau một cách đầy bất ngờ hai con người cô đơn, hai mảnh đời khuyết thiếu tìm đến nhau như để bù đắp. Bà Lam với Hải cuốn lấy nhau từ bàn ăn cho đến trên giường như một lẽ tự nhiên. Cơn mùa mùa hạ làm cây cối thêm tươi tốt, giống như lão An xin tên Hải đang tưới tắm cho mảnh ruộng khô hạn bao nhiêu năm của bà Lam. Những động chạm sâu thẳm vào nơi u, những động chạm sâu thẳm tận nơi u cốc thâm sâu của bà khiến bà có cảm giác đê mê phiêu bồng đến khó tả rồi nụ hôn vụng dại của tuổi xế chiều ngọt ngào như trái cấm khiến cho cả hai người cùng thăng hoa. Lúc trong cơn đê mê khoái lạc đó, hắn có thể đọc được vẻ hài lòng cùng với sự đón chờ hồi hộp trong mắt của bà Lam. Bà cứ thế nằm duỗi dài ra giường, thẳng chân, thẳng tay, chờ đợi trong sự thụ động để tận hưởng. Hắn bất ngờ trồm dậy, vuốt ve khắp cơ thể của bà. Lúc này trong lòng hắn là một người đàn bà nhỏ bé chứ không phải người đàn bà đã đi qua một đời chồng. Cảm giác này đối với bà Lam có gì đó là lạ, nó khiến cho bà thấy run run như một cô trinh nữ. Bao nhiêu sự dày dạn tình trường của bà trước đây đã bày đi đầu hết cả. Những hành động lạnh lùng nhưng đầy ma lực làm quyến rũ bà Lam. Bà Lam thấy hắn ngoan ngoãn phục vụ mình như một gã nô lệ cẩn mẫn. Nhưng cuối cùng bà Lam trượt nhận ra chính hắn mới là ông chủ thực sự trên giường lúc này từ tốn, lạnh lùng, không một chút hấp tấp, đã không còn là dáng vẻ của một kẻ ăn xin nữa. Hắn bóc lột hết lớp vải còn lại trên người của bà Lam. Và bà Lam có đôi phút ngượng ngùng khi cả hai đã trần trụi với nhau. Mọi thứ trần trụi nhất được phơi bày trước mắt của bà Lam ngay dưới ánh đèn sáng choang của căn phòng hành lạc này. Trong cái giây phút hoàn lạc đó, mãi cho tới ngày hôm nay, bà Loan mới hiểu ra rằng, hóa ra bấy lâu nay, người bà cần là một người đàn ông, một hơi ấm, chứ không phải là sự cô đơn. Bây giờ, bà mới cảm nhận được rằng hắn như một con rắn dễ dàng lướt sâu vào bên trong, nhờ cái chân trượt của chính đối phương. Bà quẳng thay tay, ú ớ, bàn tay nắm chặt lấy tấm ga giường và những tiếng kêu trong cơn khoái lạc. Giờ cuộc đời bà mới biết là một người đàn bà là như thế nào đấy, kỳ ý nghĩa thực sự của nó. Những đợt tấn công như vũ bão của hài làm cho mồ hôi của bà chảy đầm đìa trên lưng. Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa đắt tiền của bà tạo nên một sự hỗn hợp đến khó tả. 48 năm sống trên cõi đời và 30 năm kinh nghiệm chăn gối, bà chưa bao giờ được nếm trải cảm giác như bây giờ. Đây là lần đầu tiên làm bị một người đàn ông ít tuổi hơn, khác chồng bà, hành lạc bà đến nước khuôn mặt bà đỏ lưỡng lên vị nghẹn. Sau khi xong xuôi, hai người ôm nhau vào lòng tựa như người tình của nhau họ nói với nhau những câu ngọt ngào sau cái đêm đó hai con người càng không thể tách rời hải được bà lam chăm chút đã giữ bỏ hoàn toàn cái vẻ sách dưới bẩn thỉu của một tên ăn xin đầu đường xó chợ giờ hắn trông đĩnh đạc lắm dầu tóc gọn gàng quần áo sạch sẽ nhiệm vụ của hải bây giờ là cùng bà lam chăm sóc quét soạn ngôi nhà và cùng nhau nấu ăn rồi quây quần bên nhau đến mệt là từng nỗi khao khát của bản năng bà lam như hồi xuân nét mặt cả ngày toát lên thêm cái vẻ đàm thắm phong tình của người đàn bà được thỏa mãn. Vài người hàng xóm cũng bắt đầu phát giác ra chuyện bà Lam có thêm người. Đặc biệt là có một ả à cũng quá chồng như bà Lam. Mụ ta oang oang giữa xóm là bà Lam dụ dỗ lão ăn xin về nhà để ăn nằm. Rồi lại thiêu diệt về chuyện hài mồi trải bà Lam ra sao. Mặc kệ những lời đồn thổi khó nghe của hàng xóm hai con người cô đơn đó vẫn cứ quấn quyết bên nhau, tận hưởng niềm vui ngọt ngào của tình yêu thể xác. Nhưng chuyện vui chẳng tày gang. Một buổi chiều, khi đi làm về, bà Lam thấy đôi giày quen thuộc của con trai nơi bục cửa thì bà thoát tim. Bà vẫn không thể xấu nhẹm được con trai mình, mà vốn bà cũng không muốn xấu. Đi quá nửa đời người rồi, mấy chục năm qua cô đơn đã quá đủ khổ sở. Giờ đây, bà mới được nếm trái ngọt thì sao bà có thể nhìn cái của thiên hạ mà buông tay? Vừa bước vào phòng khách, bà đã thấy con trai mặt thàm hàm ngồi đối diện với Hải. Nhìn cái túi vải đựng quần áo bên chân Hải thì bà Lam đủ hiểu sự việc. Bà chưa kịp lên tiếng, giải thích với con trai thì Hải đã lên tiếng trước bà. Chị Lam, tôi đợi chị về để chào chị một tiếng. Chị cũng không cần trách cháu Phúc làm gì. Nói xong, Hải đứng dậy xách túi định rời đi thì bà Lam giảng lại. Hay, cậu không cần phải đi đâu cả. Đến từng này tuổi rồi, tôi không cần để ý miệng thiên hạ làm gì. Tôi có làm sai trái pháp luật gì đâu mà tôi phải sợ. Mẹ, mẹ vừa nói gì thế? Bây giờ mẹ bao nhiêu tuổi rồi, mẹ không nghĩ đến con trai mẹ sao? Nếu hai người muốn ở với nhau thì phải đàng hoàng. Nửa đời của mẹ quá vất vả rồi. Nếu như ông ta tôn trọng mẹ thì sẽ cưới hỏi, xin lễ đàng hoàng dù một hai mâm cũng được, đằng này... Thấy con trai chỉ chích khải, bà Lam vội vàng thanh minh ngay. Con, mẹ không để ý chuyện đó, con không cần xen vào chuyện này làm gì, đây là việc riêng của mẹ. Hải lo hai mẹ con trở mặt cãi nhau, vội lên tiếng nói đỡ cho Phúc. Chị Lam, chị đừng trách cháu, tội thằng bé ra. Nó nói đúng đấy, là tôi chưa nghĩ được sâu xa, tôi giờ không nghề nghiệp gì, cũng không thể ăn bám mãi vào chị. Tay bà Lan và tay hắn vẫn nắm chặt cái túi đựng quần áo. Mãi sau Hải mới chậm rãi nói. Chị bằng lòng đợi tôi có được không? Tôi về thu xếp chuyện gia đình. Tìm được công việc tôi sẽ về tìm chị sau. Bà Lam im lặng nhìn Hải rồi nước bát bà của bà cứ thế rơi. Ấy vậy mà kể từ ngày người đàn ông đó rời đi. Đã đi qua hai mùa mưa nhưng Hải vẫn không trở lại. Tin tức của hắn vẫn biệt tâm dù số điện thoại của bà Lam vẫn không hề thay đổi nhưng bà tin rằng hắn nhất định có một ngày sẽ quay trở lại, đứng giữa cửa nhà rồi cười hỏi xin bà miếng lương khô. Quý vị khán thính giả và các bạn thân mến, mẫu chuyện ngắn này của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Thật đáng thương cho thân phận của một người đàn bà quá, giữa cây cảnh cô đơn tưởng chừng đã tìm được tình yêu của đời mình. Thế rồi vị miệng lưỡi thế gian nên bà đã không thể ở bên tình yêu đó cuộc sống của bà lại cô đơn lẻ bóng như vậy, số phận người đàn bà thật bi ai. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Xin kính chào tạm biệt, và hẹn gặp lại.